Xin chào mọi người, mình là Thuận. Hôm nay mình đã trở lại với mọi người. Bên cạnh Thuận đây là chiếc Honda City Top 2019. Xe này vừa mới về hồi thứ hai. Xe này hiện tại bây giờ nó đang là biển số Cần Thơ và đang được rao bán với giá là 525 triệu. Giá này mình có thương lượng nha. Rồi mình sẽ đi tiếp chiếc một chút về xe như hôm nay. Đây là cái dãy đèn LED ban ngày, là hệ thống đèn chiếu sáng của dòng City Top này hiện tại đang là được full LED. Nó khác với lại các dòng khác như là Accent hay là Vios. Đèn xương gầm dưới đây của mình, chất liệu và nước sơn ở bên ngoài xe thì rất là còn rất là mới, không có chảy xước cái gì nhiều. Dòng City Top này hiện tại đang được sở hữu với cái vành mâm làm vành mâm đúc với kích thước là 16 inch. Rồi đây là chất độ dày của bánh xe, thì hôm nay thì bánh xe rất là còn rất là dày như các bạn và sâu. Theo Thuận ước lượng thì nó sẽ còn được 75%. Độ hao mòn nó chỉ tầm khoảng là 25 tới gần 30% thôi. Tại vì chủ xe cũng ít là đi, không có bao nhiêu hết. Xe được trang bị một số các option bên ngoài giống như là viền che mưa nè, nó đã có dán phim cho các bạn luôn. Đây là phần nội thất phía trong đằng trước một tí. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra các đường ron chỉ nha, hay là các vết chảy xước gì ở bên hông cánh cửa không. Đây là các đường ron chỉ còn rất là mới nè, vì xe này đã được bảo dưỡng đầy đủ hết trên hãng, lịch sử hãng đầy đủ hết. Các con ốc bên hông cánh cửa đường ron rất mới, không có vết gì về có mở hay là đâm đụng gì hết. Đây những ốc, đây là những vết sơn còn nguyên zin luôn. Đây là vết sơn từ nhà máy. Đây những chúng ta kiểm ở phần trong nè, ở trong này rất là kỹ nhất, để mình quay kỹ cho các bạn thấy. Rồi còn đây là phần ở trước cánh cửa, các bạn thấy không? Rồi các nước sơn vẫn còn như mới. Đây là những chỗ mà rất là khó, chúng ta phải kiểm tra kỹ. Các bạn yên tâm, ở bên Thuận thì khi thu xe về thì sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết một, những con ốc và các đường ron keo chỉ. Đây là những ron keo chỉ ở cánh cửa, các bạn có thể thấy không? Khi mình bạn bấm vô đó thì nó sẽ là trồi lên liền. Đó, so với những keo chỉ mà đã được làm đó, thì nó sẽ là lúng luôn, nó không có trồi lên lại. Với lại cái keo zin của nhà máy đó, nó rất là mềm. Đây là những keo chỉ. À, các bạn thấy dưới đây không? Đây nó sẽ có một vết sơn của nhà máy họ đánh dấu nè. Đó là những phần cánh cửa là nó không có bị đâm đụng gì hết. Đó. Rồi mình sẽ cùng kiểm tra cánh cửa đằng sau nha. Đây những vết keo sơn, những vết sơn chỉ. Đây là cái phần khóa của cánh cửa đằng sau, nó sẽ có một cái phần sơn nhỏ quẹt phía trong nè, các bạn thấy nè. Đây là những con đánh dấu nè, ốc cửa nè. Những con ốc như nóc như vậy rất dễ kiểm tra nó có bị mở hay không. Các bạn chỉ cần bỏ cái khóa vào là bạn thấy được nó. Những đường keo chỉ ở hàng cánh cửa đằng sau vẫn còn nguyên zin. Đây là những chỗ keo bấm điện. Đó. Đây những vết sơn vẫn còn như mới đây. Đó. Sơn cánh cửa vẫn còn. Đây các bạn. Rồi đây là hàng ghế thứ hai của mọi mình. Thì cái màu da của nó là màu đen, nó cũng hơi tối so với cái màu xe. Đây là các nước da trên ghế. Ngoài ra thì nó có sẽ cũng có hàng do học gió thứ hai ở hàng ghế sau. Đây là đặc điểm cao nhất của dòng City của Honda. Dòng Vios hay là dòng Accent thì nó mới nâng cấp vào 2019 thì thôi. Nhưng về cái dòng City thì nó đã có từ trước rồi. Sau này là dòng Accent với lại Vios thì nó mới bắt đầu nâng cấp lên. Ở đây là ở đằng sau đuôi xe, các bạn quan sát sơ. Nó sẽ xe này vẫn chưa có đâm đụng hay chạy cây dừa về cản hay là bên hông xe đèn gì hết. Tất cả còn rất là dưa mới. Đây là những nước sơn zin nè. Những đường, đây là thanh mạ chrome.
nếu có vấn đề gì á là cái phần này là mình không thể nào làm được nè. Đây là thanh mạ chrome zin từ trong hãng ra luôn. Đây. Đây. Ngoài ra xe đã được trang bị thêm cho các bạn đó là camera lùi trên xe luôn. Nó tích hợp lên màn hình zin cho các bạn. Và kết hợp đó thì camera lùi và các cảm biến va chạm lùi sẽ giúp cho các bạn lùi xe nó sẽ an toàn hơn, an tâm hơn khi bạn lùi xe. Nhất là đối với các chị em hoặc là các chị phụ nữ đi. Dưới đây là phần bánh xe. Bánh xe các bạn thấy không? Rất là mới. Đó. Gai bánh xe còn nguyên zin nha. À, đấy nè. Có cái phần này nó hơi bị rách một tí là do bữa bên mình là kiểm tra xe có mở lên thì nó bị tách cái phần này, nhưng mà không sao, nếu được thì bên mình sẽ sửa cái này cho mọi người. Rồi mình đi một số chi tiết sơ về bên hông tiếp nha. Đấy, các bạn thấy các nước sơn bên hông này, cái phần nắp bình xăng để mình mở các bạn xem. Ở trong nắp bình xăng này thì các vết son từ nhà máy nè, cái sơn nè, nó vẫn còn nguyên zin nè, những hầm chấm nè, đó. Những vết dập từ nhà máy vẫn còn. Nếu mà xe nó bị đụng ở phần hông bên đuôi thì cái phần nắp bình xăng này rất là cực và khó, nó không thể nào mà làm tái chế lại được. Ở trên đây là các bạn thấy nó ký nè, còn vết sơn nè, màu xanh. Kiểm tra cánh cửa bên đằng sau nha, những đường chỉ nó vẫn còn nguyên các bạn. Đây. Mình sẽ đi từ từ thôi cho các bạn quan sát. Đây, vẫn vết sơn vẫn còn, ở cánh cửa nó vẫn còn đây. Rồi, mình sẽ lên đằng trước luôn nha. Đây là vết thường chỉ các bạn cần. Đây là những lỗ bắp điện từ nhà máy. Cái này thì mình không thể nào mà tái chế hay là sửa chữa gì được. Những vết sơn vẫn còn, đầy đủ hết. Rồi, bốn cánh cửa mình vẫn còn đầy đủ sơn từ chấm từ nhà máy hết. Các đường chỉ đều được zin, không có đâm đụng hay là tái chế gì. Rồi, kiểm tra hốc trong đây. Đó, vẫn còn đầy đủ hết cho mình. Rồi, mình sẽ nói sơ về một số thông tin giống như là trang thiết bị option của cái xe City này. Thì dòng xe City Top 2019 đó, nó có vài chức năng rất là ưu điểm và nổi bật nhất trong các phân khúc hạng B này. Đó là vô lăng thì cần nhìn rất là đẹp nè. Nó đặc biệt, nó có một cái đặc điểm rất là nổi bật, đó là tải chuyển số vô lăng. Đây là điểm ưu điểm cao nhất của dòng phân khúc hạng B City Top. Accent, Vios hoặc là Archegay thì nó vẫn là chưa có cái chức năng này. Điều hòa của nó là điều hòa tự động cảm ứng. Đây, tất cả đều là cảm ứng. Còn mọi thứ á, các dòng xe khác nó là sẽ có cái nút bấm hoặc là nó hiển thị một cái nút gì đó, nó cũng là tự động. Ở trên đây là màn hình kết hợp với lại camera lùi. Ở đây là nó có bốn hướng cảnh báo của nó, các điểm va chạm. Thống điều hòa, tắp lô, đèn, tất cả. Rồi, quên. Trên vô lăng của mình, xe này thì nó đã đi được là 88.000. Đó là do anh chủ xe thì ảnh đi làm hơi xa, từ tỉnh Cần Thơ qua bên Thốt Nốt ở An Giang á. Ảnh đi làm hơi xa nên cái ô đô nó hơi bị cao. Nhưng chất lượng xe thì vẫn được đảm bảo. Đây là thẻ bảo dưỡng đầy đủ hết của hãng.
tại Honda Ô Tô Cần Thơ. Rồi, đây mình mở cái phần động cơ máy cho các bạn kiểm tra. Đây là phần khoang máy rất là sạch sẽ. Tại vì đợt vừa rồi khách đã đi bảo dưỡng 55.000, khách đã vệ sinh tại hãng luôn, rất là sạch sẽ. Tất cả đều còn mới tinh các bạn. Xe nhìn là như mới trong hãng vừa ra vậy. Đấy. Mặc dù xe nó đi đã 58.000, nó là đời 2019. Đây là những con ốc ở trên nắp xe nè, còn nguyên zin còn sơ, không có vết xước cậy hay là đâm đụng gì hết. Những đường chỉ ở trên xe. Đây những con ốc đèn là còn rất là mới, không có vấn đề gì. Đây những con ốc đây các bạn thấy nó vẫn còn là lớp sơn zin đen bóng nè, và những vết sơn nè, sơn màu xanh. Đặc điểm của dòng City thì nó thường là màu sơn màu xanh là chính, các bạn thấy không, ở đâu cũng quẹt đó, sơn màu xanh hết. Đây, tiếp theo là phía bên đây. Nắp capo không bị đâm đụng. Các đường chỉ, đây là những đường chỉ trên nắp capo. Đó, đây các bạn thấy không? Những vết sơn nè, họ giấu rất là kỹ ở trong cái ron nè. Bên đây nó đầy đủ hết các bạn. Ok, cảm ơn các bạn. Mình là Thuận, các hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 037 402 2131. Dòng xe này hiện tại mình đang được bán với giá là 525 triệu. Bên mình có hỗ trợ trả góp cho các bạn luôn, thì mình sẽ chỉ cần đưa trước là 30-40% giá trị xe, còn lại thì ngân hàng sẽ lo. Bên mình sẽ hỗ trợ ngân hàng như các bạn về các thủ tục như giấy tờ để cho nhanh gọn, hay là các vấn đề như là tài chính gì đó cho các bạn để có thể lấy được một chiếc xe đẹp và mới. Hãy gọi cho mình vào số hotline, các bạn có thể tới xem xe trực tiếp để thương lượng giá hoặc là để kiểm chứng luôn những gì mình đã nói. Xin chào và cảm ơn các bạn.